cho người nộp thuế, đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và đang chuẩn bị báo cáo chính phủ sửa đổi. Đây thông tin được bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho biết tại một hội nghị do Tổng cục Thuế vừa tổ chức. Theo đó bà Lan cho biết, luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động ở mức cao hơn 20%, thì chính phủ sẽ trình Quốc hội để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong khi đó Tính đến hết năm 2018 thì chỉ số giá đã chạm ngưỡng 20% và đến nay đã vượt mức 20%. Mặt khác, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đối với mỗi người có thu nhập đến mức phải nộp thuế là 9 triệu đồng một người, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một người. Cả hai mức này được đánh giá là đã lạc hậu bởi được xây dựng từ 6 năm trước. Giá cả, chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ hơn. Đại diện vụ thuế thu nhập cá nhân cũng khẳng định, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ không ảnh hưởng đến số thu ngân sách bởi tỷ lệ số tiền thuế của những người nộp thuế ở bậc một chiếm rất nhỏ trong tổng số thu từ sắc thuế này